Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Hoàng Trâm Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả với thời sự thế giới trong ngày thứ ba. Hôm nay đầu tiên vẫn là dự báo thời tiết trong ngày với Thảo Yên. Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay đó thì chúng ta sẽ cảm thấy nóng hơn nữa bởi vì nhiệt độ bắt đầu tăng từ từ rồi thưa quý vị. Ngày hôm nay đó buổi trưa ở Westminster và Garden Road lên cao khoảng chừng 82-83 độ và bắt đầu qua ngày mai đó nhiệt độ cứ tăng từ từ. Nhìn chung đó từ đây cho đến cuối tuần thì nhiệt độ giữ mức trung bình là khoảng 85-87 độ thưa quý vị. Không có nhiều gió cho nên là chúng ta sẽ cảm thấy rất là hầm và nóng bức. Và qua đến tuần sau luôn thì cũng không thấy nhiệt độ có giảm đi, mà bắt đầu từ cuối tuần này đó chỉ thấy nhiệt độ tăng đều đều, rất là nóng bức thưa quý vị. Trong khi đó, tình hình tài chính vào sáng ngày hôm nay một màu xanh thay với màu đỏ ngày hôm qua thưa quý vị. Dow Jones lên được 121 điểm, rất là tốt, và hy vọng màu xanh này vẫn sẽ giữ nguyên cho tới giờ đóng cửa. Thực sự thời điểm này đó, bởi vì cái COVID đại dịch đó, và vấn đề lạm phát vân vân, nó sẽ còn nhì nhằng cho tới cuối năm luôn. Nhưng mà người ta hy vọng là nhất là vào mùa mua sắm sẽ giúp cho thị trường tăng mạnh lên sau khi các công ty công bố lợi nhuận. Chúng ta vẫn chờ đợi các tam cá nguyệt kế tiếp. Chứ còn bây giờ đó, mỗi một ngày mà quý vị theo dõi các bản tin về tài chính đó, hai điểm tập trung: vấn đề lạm phát, vấn đề chính phủ hy vọng sớm thông qua cái gói cứu trợ về nâng cấp cơ sở hạ tầng của nước Mỹ. Thứ hai nữa là đại dịch, vấn đề đại dịch có còn lây nhiễm thêm không? Cho nên nếu mà cái số trường hợp tử vong và lây nhiễm bắt đầu giảm xuống, không chỉ riêng ở nước Mỹ mà trên thế giới, mọi người đang chờ đợi. Và người ta nghĩ rằng rồi tới điểm khi nó lên cái peak, cái quý vị, lên đến đỉnh cao rồi đó, thì bây giờ người ta xem coi nó xuống như thế nào và liệu rằng nó có khả năng lên nữa hay không. Nhưng mà một khi xuống, mà có lên đi chăng nữa, mà lên chút xíu, đừng có đụng tới đỉnh nữa, thì xem như Delta variant có thể là hoạt động đến mức đó mà thôi. Và con số mà mọi người cũng đang quan tâm, người Việt Nam chúng ta, là đến khi nào thì cái số người nhiễm ở Sài Gòn và tử vong xuống so với những ngày trước. Ngay bây giờ nó vẫn còn cao quá. Thì nếu mà cái số đó bắt đầu giảm thiểu thì người ta cũng hy vọng cái Delta variant, biến chủng Delta này bắt đầu giảm dần. Thì chúng ta chờ đợi thêm nữa xem coi các cửa ngõ, xóm riêng ở Sài Gòn vân vân, Hà Nội mở cửa được chưa, người ta có đi làm lại bình thường hay chưa. Phải chờ đến ngày đó, nhưng mà phải qua hết cái tháng 8 này, bởi vì cái lệnh mà phong tỏa nó vẫn còn kéo dài, lệnh giới nghiêm vẫn còn thưa quý vị. Thì đó là một ví dụ điển hình ở Việt Nam. Thì ở các giới đầu tư cũng thế, nó không chỉ riêng ở Hoa Kỳ này, mà họ còn theo dõi các con số ở Trung Quốc, ở châu Âu nó diễn biến như thế nào. Nhưng mà tin vui trước hết đó là ngay đường biên giới, những quý vị nào mà có người thân ở Canada hoặc là những người Việt Nam ở bên kia biên giới Canada với California, với Seattle, Oregon đó, thì bây giờ có thể đi qua được rồi, miễn làm sao chứng minh được thẻ chích ngừa thôi. Thì ít nhất là đường biên giới Canada-Hoa Kỳ đã mở lại. Đó cũng là một trong những cái tin tạm gọi là lạc quan trong cái tình hình đại dịch hiện nay. Và vì thế đã giới đầu tư đang tìm kiếm những cái tin tức lạc quan như thế để xem các cổ phiếu nào vẫn sẽ tiếp tục có lời, và bây giờ họ nhắm tới cái tương lai hơn là trong cái định kỳ mà thời gian ngắn hạn sắp tới. Nasdaq xuống 81 điểm,
bởi vì Nasdaq cũng đã lên trong thời gian qua rồi, lên kỷ lục luôn đó thưa quý vị. S&P 500 lên được có 1.57 điểm mà thôi, nó còn nhiều thay đổi lắm. Nikkei thì đóng cửa rồi, thị trường châu Á đóng cửa lên 68 điểm, Hồng Kông lên 322. Nói chung là tình hình của bên phía thị trường chứng khoán Hồng Kông đã đỡ bị tai hại do đại dịch gây ra trong thời gian qua. Và giới đầu tư hy vọng là nhà cầm quyền Trung Cộng sẽ có thể kiểm soát được tình hình lây nhiễm Delta variant hiện nay. Thượng Hải lên được 35 điểm 1%, lên khá mạnh. Công trái phiếu 10 năm hôm nay tiếp tục tăng nữa thưa quý vị, 1,339%. Và giá vàng thì sao? Giá vàng đã xuống đậm ngày hôm qua nhưng hôm nay thì lên được 1 đồng mà thôi, 1.727 đồng 50 sen. Dầu lên được 2 đồng 26, 68 đồng 74 sen. Sáng ngày hôm nay các chuyên gia cho biết giá vàng tụt giảm bởi vì đồng tiền ảo Bitcoin đã tăng trở lại. Cho có thời gian nó xuống còn có 30-30 mấy ngàn, hôm nay thì tăng trên 40 ngàn và họ nghĩ rằng sẽ còn tăng nữa, cho nên bây giờ họ dùng cái đồng tiền vàng để mà so sánh với đồng Bitcoin, cho nên chúng ta sẽ có cái sự chao đảo khá nhiều về giá cả giữa vàng. Bây giờ có nhiều người nói rằng nếu mà đầu tư vào vàng thì không biết được khi nào mới có lời, với lời thấp quá, cho nên họ đổ vào, họ đổ đầu tư vào Bitcoin, thì vì cái tiền, cái trị giá của đồng Bitcoin nó lên rất mạnh, cho nên với những người day trading, với những người trao đổi hàng ngày đó, cái trị giá của đồng Bitcoin vẫn kiếm tiền nhiều hơn so với vàng. Vâng, thưa quý vị, và cái tình hình ở tại địa bàn Florida đó hiện nay, cái vấn đề là các trường học, một số học khu ở Florida họ bắt đầu mở cửa trở lại, các em đã vào niên học mới, nhưng mà với cái việc mà thầy cô rồi học khu rồi cả các ông bà hiệu trưởng đó phải làm sao để mà không bị trừng phạt bởi ông thống đốc Ron DeSantis hiện nay là một cái câu hỏi rất là hóc búa, bởi vì quý vị cũng còn nhớ vào đầu tháng này đó là ông thống đốc Ron DeSantis ông đã ký một cái sắc lệnh là cấm tất cả các học khu không được ban hành cái lệnh là bắt buộc các học sinh phải đeo khẩu trang. Như quý vị thấy trong hình đó là cái này là tự các em đeo thôi quý vị, chứ không có học khu nào mà dám bắt buộc cả. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây, và khi mà ông ký như vậy ông còn hâm luôn là nếu như nào học khu nào mà cãi theo cái lệnh này của ông đó là sẽ bị Bộ Giáo dục cắt ngân sách của cái học khu đó. Nhưng mà vấn đề là các giáo viên ở trong trường đó thì họ lại lo lắng vô cùng, họ lo lắng cho bản thân của họ và kể cả các em nữa, bởi vì có những em dưới 12 tuổi chưa được chích ngừa thưa quý vị, cho nên là lúc đó là rất nhiều các giáo viên và một số phụ huynh mà họ ủng hộ cho cái việc đeo khẩu trang đó là họ đã không thích cái việc này, và có một số học khu thì họ không có bỏ cái họ không có ghi xuống giấy tờ là yêu cầu, nhưng mà họ đưa ra những cái câu nói khuyến khích, thì chính vì vậy mà vào sáng ngày hôm qua đó ông thống đốc lại tiếp tục phát biểu thêm, đó là nếu mà ông nhận được khiếu nại hay là biết được là quan chức của nhà trường hay học khu nào mà bắt buộc lên tiếng yêu cầu bắt buộc cái việc đeo khẩu trang đó, thì ông nói chính cái người đó cá nhân sẽ bị Bộ Giáo dục cắt lương thưa quý vị, không phải cắt lương mà là giam lương lại cho đến khi cái người này theo đúng cái executive order của ông, thì cái việc này nó lại khiến rất nhiều các giáo viên họ phẫn nộ. Thì nhưng mà cái lý do đó là hiện nay ở tại tiểu bang Florida thưa quý vị, trong vòng một tuần vừa qua đó, Florida có thêm 135.000 trường hợp lây nhiễm mới, nghĩa là tính ra trung bình một ngày, nguyên một tuần trước ở Florida có thêm 19.000 trường hợp bị lây nhiễm, tăng đến 60% so với chỉ cách đây 3 tháng. Mà bây giờ cái việc lây nhiễm quá nhiều như vậy mà vẫn ông thống đốc vẫn tiếp tục kêu gọi là không có đeo khẩu trang, thì không biết là các học khu đó họ bây giờ họ rất là khó xử, một mặt không dám chọc giận ông nhưng mà một mặt họ vẫn muốn bảo vệ cho học sinh và kể cả giáo viên của họ. Trong khi đó thì bên cạnh Florida thì tiểu bang Texas, tiểu bang cowboy hôm nay đã bắt đầu nếm mùi của Delta variant khi ông thống đốc Abbott, ông ủng hộ tổng thống Trump lắm.
Và trong thời gian qua, tương tự như DeSantis của Florida vậy, ông Abbott là người chống lại tất cả các nỗ lực mang khẩu trang rồi bắt buộc người ta phải chích ngừa. Thậm chí ông mở cửa rộng rãi và phản bác tất cả các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden để áp đặt ra những cái lệnh yêu cầu khẩu trang và chích ngừa cho tiểu bang Texas. Thế nhưng vào sáng ngày hôm nay, ông đã ra lệnh cho các bệnh viện đừng có nhận những cái người mà xem là trong trường hợp không khẩn cấp lắm, non-emergency. Có nghĩa là để cho các bác sĩ và y tá có thì giờ và các giường bệnh để chăm sóc cho các bệnh nhân COVID. Tình trạng của Texas hiện nay như thế nào? Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau bản quảng cáo.